mình mới chạy lên rốt rẽn lên Sài Gòn để live stream gặp mọi người nè, nên mọi người thông cảm nha, trễ 20 phút. Ồ đúng rồi, tại vì á hả, tôi giữ dưới Vũng Tàu tôi chạy lên á, bây giờ mình còn 20 phút nữa là mình còn cái này là cái gì ta, phiên, ủa mọi người ơi, phiên live bị giới hạn trong 10 phút nè, để sau đi mình. Ồ, cảm ơn Thánh Thánh bom gì. Rồi thì chúng ta còn 20 phút nữa sẽ tới phần 40 phút. Ủa, 40 hả? 20. Bây giờ là 7 giờ 22 là còn 38 phút nữa. Thì là mình còn nửa tiếng nữa. Nửa tiếng 8 phút nữa sẽ công chiếu MV Yếu Lòng. Mọi người có nôn không chứ tôi nôn dữ lắm rồi đó. Thì mọi người có tò mò, mọi người có muốn biết trước á là trong MV này sẽ có những điều gì thú vị không, hay là để coi rồi mình bàn sao. Mọi người đợi một hàng xíu nha. Có bằng rap không chị? Coi đi biết. Nè, tôi sẽ gọi là spoil sơ sơ về cái concept của MV nha. Đây nè, mọi người thấy không? Cái concept nó hơi u buồn, nó hơi gọi là màu xanh, nó hơi u buồn, u tối. Thì mọi người nghĩ đi, thì bài hát nó sẽ theo cái tông gì? Ờ, bật mí xíu rồi đó. Mọi người đoán thì nó sẽ theo... Đây là lần đầu tiên mà Ngọc Hằng thử em như thế này luôn. Lần đầu tiên sức với lại cái vibe như thế này luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn đó. Có kè đồng mà không nha bà. Đúng rồi, alo mọi người thấy tôi rõ không nhở? Trời ơi, tôi ngồi xem live quá à, lag rồi. Alo mọi người còn thấy tôi không? Bình thường á, ủa sao mọi người kêu lag ta? Ok. Thì MV lần này á, concept á, chủ yếu là nó sẽ hơi đi tông trầm buồn, cũng sẽ hơi gọi là mang cái sự thất tình một xíu. Thì đi tông trầm buồn thì mọi người biết nhạc nó sẽ như thế nào. Hổm chị Đoàn Tiến Ân kêu xem được sớm, em tưởng chiếu rất rẻ coi chứ. Không, hôm nay mới là chiếu chính thức nè. MV này hơi thất tình hả chị? Đúng rồi, hơi thôi chứ cũng không mấy lắm. Hơi. Nhưng mà thật ra là không phải là do thất tình, mà do cái bạn nữ đó là bạn là trap girl á, nên bạn thất tình đúng rồi. Cái gì? Chị bị thất tình hả? Đây nè, tôi sẽ nói mọi người nghe là... Ôi, tự nhiên cái giờ... Hồi nãy tính là live stream để xem mọi người á, mà thôi suy nghĩ lại rồi. Mọi người lên... lên YouTube đó, xong rồi coi trên Slady để coi, cái MV lần này của Ngọc Hằng nha. Chị làm nôn quá. Ừ, tôi uống nôn nè bà. Tôi nôn dữ. Nói về nghệ danh Hera đi bà. Nè, tôi sẽ nói cho mọi người nghe câu chuyện về Hera. Thật ra thì Hera nó cũng đơn giản lắm, bởi vì mình thích cái tên đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà đọc cái chữ Hera nó mang một cái gì đó nó rất là mạnh mẽ nè. Nó giống như là một người mà có thể gọi là bảo vệ, một người mang cái sự bảo vệ, sự mạnh mẽ và quyết đoán kiểu vậy á. Thì Ngọc Hằng muốn là mình trong một nhóm thì mình sẽ là
cái người mang tính cách đó, người cá tính, một người mạnh mẽ và là, nhưng mà vẫn có những tính nữ để có thể bảo vệ các thành viên khác. Bật mí thành viên tiếp theo. Thôi bật mí dễ lắm. Bây giờ là thành viên tiếp theo nè, cao nè, xinh gái nè, đẹp nè, hát hay nhảy giỏi. Hera là Hào Quang hả chị? Không biết nữa. Không biết Hera có phải không. Em đố chị, mấy chị còn lại lại. Chị không biết luôn. Đừng đố chị. Chị không biết. Mọi người nhớ nha, chúng ta sẽ còn nửa tiếng nữa thôi là MV sẽ được công chiếu rồi. Em ngủ tới 8 giờ chị gọi em dậy coi MV nha. Em ngủ tới 8 giờ là nhiều khi em ngủ tới sáng mai luôn đó. Tới 8 giờ sáng mai luôn đó. Chị gửi thành viên tiếp theo đi ạ. Chữ cái đầu tiên thôi. Trời ơi, tôi mà gửi cái lạ không biết luôn á. Chữ gửi chữ cái đầu tiên là hả? Chữ cái đầu tiên trong nhà mình dễ đoán lắm, không được. Rồi. Chị mà bật mí thành viên là view sinh. Thôi đi, đừng có dụ tôi biết rồi. Thì nói sơ về MV lần này thì concept sẽ là tông trầm buồn, nên là sẽ hơi mang tính thất tình một xíu. Và Ngọc Hằng thì đây cũng là lần đầu tiên mà Ngọc Hằng thử sức trong một cái gọi là cái vibe nó mới so với bản thân của mình. Rồi một phần nữa là hồi xưa giờ chưa yêu ai hết trơn á, mà lần đầu tiên đóng MV á hả, thất tình. Nên mà cũng hơi lo lắng, hơi ngại, hơi lo lắng. Thì mọi người coi đi, mọi người mới biết. Trong nhóm có thành viên nào là hoa hậu? Trời ơi, tôi không biết nữa. Tôi nói thiệt, tôi không biết á. Xin gái màu yêu ai thì bứt đi thôi. Quỷ thiệt sự luôn ý. À, không, Minh Xuân, hồi cá tháng 4 em tưởng trôn Việt Nam. Thì lúc ban đầu là trôn thiệt mẹ, nhưng mà ai về làm thiệt á. Mọi người nhớ nha, khi mà MV đã được công chiếu á, thì bài hát sẽ được release trên tất cả các nền tảng âm nhạc. Nên là mọi người có thể ủng hộ Ngọc Hằng trên các nền tảng âm nhạc đó. Nhớ nha. Mất mấy người kế nhiệm với chị đi. Trời ơi, người kế nhiệm tôi cũng chưa biết luôn. Không biết thiệt không á. Hát thử một đoạn hả? Mọi người có nên hát thử một đoạn không? Tự nhiên cái hồi nãy cũng tính vậy á. Xong rồi cái em nghĩ lại thôi, cho coi MV. Thôi coi MV nha mọi người. Quyết định rồi, không hát thử nữa. Trời ơi. Ủa, hát xong chị nói mảng quyền răng. Ôi sợ lắm, sợ lắm, sợ. Ủa, MV 3 phút hơn, hát 30 giây thôi. Không được, không được. Ngọc Hằng lấy nghệ danh là Hera. Ngọc Hằng lấy nghệ danh của mình là Hera. Bởi vì là có thể là bây giờ thì mọi người sẽ chưa biết đến nhiều về cái tên Hera. Nên là Ngọc Hằng vẫn muốn giữ cái tên Ngọc Hằng để cho mọi người biết nhiều hơn về tên Hera. Thì Hera sẽ là Ngọc Hằng, và Ngọc Hằng cũng là Hera. Thì mọi người có thể gọi mình là Ngọc Hằng hoặc là Hera cũng được. Một chữ thôi cũng được. Trời ơi, một chữ thì hát làm sao mà hát được trời. Rồi nha, ba chữ nha. Nào đâu biết. Ba chữ rồi đó. Tôi hát rồi đó. Nào đâu biết. Ba chữ. Small rồi nha. Cái gì fan club tên Hezo đúng không chị? Ủa. Ê, nghe cũng được á. Hera. Fan club tên Hezo. Hezo ý nghĩa là gì? 28 chữ. Rồi đó, ba chữ mà thấy hay dữ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hai cái chấm 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 không biết luôn. Nào đâu biết. Ba
chữ. Tới đó thôi. Có spoil nhưng không đáng kể. Mọi người phải coi rồi mọi người có thể là review lại cho Ngọc Hằng biết. Và mình có thể là trong đây là lần đầu tiên mà mình ra MV nên mình có thể là mình còn những thiếu sót. Thì mọi người xem thì mọi người, Ngọc Hằng rất là vui khi mọi người làm hẳn một cái clip review nè về cái MV của Ngọc Hằng, rồi có đánh giá, những đánh giá như thế nào về Ngọc Hằng thì mọi người hãy cho Ngọc Hằng biết để Ngọc Hằng có thể cải thiện ở những lần sau. Là xì boy dữ chưa? Vậy là spoil rồi, trời ơi. Mọi người kêu lẽ hả, tôi hát 3 giây thôi. Trời, tôi hát 3 chữ rồi đó, còn không chịu nữa. Fan club tin, he he, nghe cho lạc quan yêu đời. Ê, mọi người suy nghĩ tên fandom Sleedy đi mọi người. Sleedy, những quý cô Slay. Mọi người nghĩ tên fandom Sleedy đi. Slay đà. Chị nay vô trường có chương trình gì á, gặp anh kia đẹp trai. Ủa là sao? Bây giờ đó là tôi không cần biết là bà vô coi anh nào đẹp trai, nhưng mà bây giờ bà vô coi MV tôi đi sẽ có anh đẹp trai đó. Giả bộ tiết lộ anh đi thứ hai đi, trời. Cái bài làm khó tôi quá à, tôi cũng biết thằng Nhi thứ hai là ai luôn á, thiệt. Tôi nói thiệt á. Nhóm theo phong cách gì vậy chị? Tới lúc đó thì rồi sẽ biết. Lai bị giới hạn độ tuổi. Hèn chi. Hèn chi giờ mọi người ít coi. Không sao. Anh Hùng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ trong nhóm là có Hera rồi, thì thành viên thứ hai sẽ là anh Hùng. Thành viên thứ ba sẽ là Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Thành viên cuối không biết. Tắt live lại là được á chị? Được hả? Tắt live lại là còn có giới hạn không? Vậy bây giờ tôi sẽ tắt thử nha, xong rồi tôi bật lại nha, mọi người nhớ vô coi lại nha. Ê, giống như mình mới mở lại live quá ha. Hai chị, hello cả nhà yêu. Em vô thấy bình thường nè. Tại hồi nãy tên fandom là Sunshine được không? Tại hồi nãy là nó bị giới hạn độ tuổi á, nên thành ra không có nhiều người vô coi được. Sarang Hera. Nhìn chị như em bé nên mới giới hạn đó. Trời ơi, cảm ơn em nha, khen chị trẻ. Đợi em. Ủa, nó giống bị nè. Ai giống Vĩnh Hưng vậy chị? Trời ơi, hay quá nhở, sao biết hay vậy? Mọi người đợi xíu nha, đang hơi có problem xíu. Đúng rồi, Vĩnh Heo, trời ơi. Ai kêu Vĩnh Heo luôn kìa. Vẫn còn bị giới hạn nhưng mà kể luôn đi, thôi kể ha. Chị đổi tiara MC, giờ không có tiara ở đây mọi người ơi. Hôm nay tôi sẽ chính thức ra mắt với vai trò là một singer. Mới lú đầu rồi đã biết rồi, hay dữ luôn á, trời ơi. Giờ là cùng là cùng có hỏi gì muốn đặt cho Ngọc Hằng không?
Ủa lát hả? Annyeonghaseyo, chị biết tiếng Hàn không? Annyeonghaseyo, chị Erwin Hangimida, Tanam Swaseo. Biết giới thiệu sơ sơ thôi, rồi cũng biết đọc nữa. Ủa lát nữa rồi, xong luôn. Sao lại lát rồi? Bạn ấy sẽ bên Kasmita. Cố gắng tăng cân nha, dance cho trái. Dạ, em cũng ráng tăng cân lắm nè. Ồ, không có lát mà đúng không? Khá khá. Mọi người hãy nhớ nha, 8 giờ. Annyeong, Đoan Trang. Bé Hằng nhiêu ký? Này bé Hằng 50kg ạ. Có tăng nhưng không đáng kể. Có tăng nhưng mà không đáng kể quý vị. Rồi mọi người coi MV xong mọi người nhớ ủng hộ Ngọc Hằng trên các nền tảng âm nhạc số nha. Chị rap siêu slay quá trời. Ngọc Hằng sẽ thể hiện nhiều hơn phần rap của mình vào bài debut nhóm. Ngọc Hằng đang trong quá trình mình luyện tập rap. Bởi vì rap từ xưa giờ là không phải sở trường của mình. Mình không có rap giỏi nên là mình đang cố gắng học. Annyeong Onni. Annyeong Onni. Có công bố thành viên mỗi tuần không ạ? À? Lâu quá bị giảm nhiệt á. Cái này Ngọc Hằng cũng không rõ nữa. Đàn em của Lê Nguyễn Minh Châu. Công chiếu chưa ạ? À, hiện tại thì đang để công chiếu. Và tới đúng 8 giờ thì sẽ bắt đầu công chiếu. Mọi người nhớ coi nha. Nhớ sau khi mà kết thúc phiên live này, chúng ta sẽ qua bên kia. Slady. Qua bên Slady để coi MV của Ngọc Hằng nha. 20 phút nữa đúng rồi, còn 20 phút nữa thôi. Rủ chị nào live chung bây giờ, có mình tôi ở công ty giờ sao tôi biết của ai giờ. Tôi vừa mới ở Vũng Tàu tôi chạy lên với lại mọi người đó. Xác định đêm nay kề biểu xuyên đêm, trời dễ thương quá à. Coi ở đâu vậy chị? Coi ở... coi đâu nhỉ? Mọi người à, coi đâu nhờ? Mọi người trả lời giúp em đi. 8 giờ trên đâu nhỉ? Có trên không chị? Để tối em nghe. Ờ, có không ta? Chắc là có đó. Từ từ nha, để tôi kiểm tra lại. Dũ chị Dung coi đi chị. Chị Dung có, nhưng chị Dung không có ở đây. Chị Dung đi rồi. Trên yêu từ bé. À, trên yêu từ bé. Hay quá vậy ta. Cảm ơn Thanh Hoa. Mọi người hãy lên yêu từ bé để xem ở trên kênh Slady. Slady để xem về nhé. Trời, hóng quá rồi, tôi cũng hóng dữ luôn á. Tôi cũng lo lắng. MV là nhảy hay hát vậy chị? Đấy đi. Tất nhiên là sẽ hát rồi. Nhưng mà mình sẽ gọi là... chứ MV đầu tay này nó sẽ gọi là mình sẽ thể hiện ở những khía cạnh khác, chứ chưa phải là những cái gì mình đang có. Không, cũng là đang có đó, nhưng mà kiểu mình chưa làm... sao ta? Mình cũng sẽ chưa có phô diễn hết những gì mình có. Tại vì Ngọc Hằng muốn dành hết 100% năng lượng của mình, những cái gì mình có cho bài debut nhóm. Nên đây sẽ là một cái gọi là cái tiết lộ nhỏ nhỏ thôi. Slay cộng lady là Slaydies, đúng rồi. Slady có nghĩa là những quý cô rất là slay. Ngọc Hằng thì Ngọc Hằng nghĩ là hình ảnh của nhóm là mong muốn là sẽ cho gọi là mang những cái sự tươi trẻ của tuổi trẻ nè, những cái sự slay đến cho quý vị khán giả xem.
đi quân sự cũng không quên cài view. Trời ơi, thương quá vậy trời. Cảm ơn bé Minh Vi nha. Love you. Chị hôi ra một cái lại bực cho cả xóm nghe. Sữa dâu ơi, sữa dâu của Tú Quỳnh ơi. Em làm, em có biết em làm vậy là chị thích lắm không? Chị có rap không ạ? Không ạ, không ạ. Ủa lộn quên. Đáng lẽ là phải kêu lại coi MV đi mới biết. Hồi lỡ nói rồi là không có rap nha. Chị là chị cả của nhóm hả? Ê, gài gài. Khúc này gài nha. Khôi ơi, gài dữ Khôi ơi. Hằng xem video chưa? Chị chưa xem, mới có video reaction chứ. Tôi không biết nữa. Là sao ta chưa hiểu nè. Hằng xem video chưa? Tất nhiên là mình đã xem rồi chứ. Hỏi đi mọi người xíu bả quên bả spoil hết. Không có đâu nha. Không có dễ bị lừa đâu nha. Không có. Mong chị ra bài tiếng Anh. Of course. Wait, mọi người cứ chờ đợi đi. Thời gian từ từ sẽ cho mọi người thấy nhiều hơn sản phẩm âm nhạc của Era cũng như là nhóm Slady. Mấy giờ chiếu vậy chị? 8 giờ nha cả nhà, 8 giờ trên Yêu Từ Bé. Kênh Slady. Mọi người nhớ nha. 8 giờ tối nay. Hera là ai vậy? Dạ là mình á. Dạ là em ạ. Hera là em. Mọi người có thể gọi Ngọc Hằng là Hera cũng được. Mọi người thích thì mọi người gọi là Ngọc Hằng cũng được. Nhưng mà mình sẽ lấy nghệ danh là Hera. Còn Hera Ngọc Hằng là để cho mọi người có thể nhớ là Hera chính là Ngọc Hằng thôi. Còn mọi người gọi Ngọc Hằng là Hera đi, cho nên nó dễ thương. Gọi anh Hùng. Hay quá à. Đúng rồi, nó tên anh Hùng. 15 phút nữa trời ơi. Tự nhiên cái tôi cũng lo lắng ngang nữa. 15 phút nữa thì tầm 14 phút nữa tôi ao cho mọi người vô xem nha. Bây giờ mọi người mở sẵn đi chứ tôi mở sẵn rồi đó. Mọi người thấy tôi mở sẵn rồi chưa? Slades. Ở đây nha. 20 giờ hôm nay. Mong nhóm mình nổi tiếng. Cảm ơn Chí Tịnh. Chúng mình sẽ cố gắng hết sức để mang đến những cái gì mãn nhãn nhất đến cho tất cả mọi người. Thôi like luôn đi Hera. Không được, tụi mình like sao mọi người coi. Tụi mình like sao mọi người vô coi được, đúng không? Nhóm gồm ai trời ơi, tôi cũng biết luôn á. Tới giờ tôi không biết là có những ai luôn á. Bí mật lắm. Ra lẹ đi, playlist của tôi đang mắc tên nhạc mới rồi. Quá là nè. Cảm ơn Đăng Trang. Tụi tôi sẽ từ từ từng thành viên sẽ có những điều bất ngờ. Và sau đó sẽ làm một bài của nhóm nữa. Mọi người cứ chờ đón ở hành trình phía trước của nhóm nhạc Slady. Sẽ có những điều thú vị sau ngày hôm nay. Trên kênh của nhóm, của nhóm nha cả nhà ơi, trên kênh của nhóm nha, trên kênh của Slady nha, đây nè. Mọi người vô sub. Ê, mình đọc cái chữ đó được không ta? Mọi người nhớ vô Yêu Từ Bé của Slady sub 1 một rồi, xong rồi đợi công chiếu rồi mọi người xem. Mọi người cho Ngọc Hằng một comment nha, một like nữa nếu như mọi người yêu thích. Thôi cho dù thích hay không thích cũng like cho Ngọc Hằng đi. Rồi một comment nữa. Không hơn mẹ đi chợ về nữa chị ơi. Trời, Chí Tịnh ơi, mấy pha rồi Chí Tịnh ơi.
nghe trên 50% âm lượng cộng một không xả là tăng một view. Wow, Hằng có tính nhuộm tóc mới không? Mọi người nghĩ sao đó Ngọc Hằng nhuộm tóc mới? Ê hay quá à. Mọi người nghĩ ra nhiều cái hay quá à. Mọi người nghĩ sao đó như Ngọc Hằng nhuộm tóc mới? Hoặc là Ngọc Hằng nên nhuộm màu gì? Tóc xanh dương, trời ơi bà ơi. Nhuộm màu hồng. Ngọc Hằng thích kiểu tông trầm ấm thôi. 48 rồi cả nhà ơi. Màu bạc xỉu, ê màu bạc xỉu ok. Trời xanh đọt chuối nữa chứ trời. Xanh đọt chuối rồi tôi. À xanh đọt chuối giống chị Billie Eilish. Tím khói. Màu trắng đi chị. Wow. Trắng ok á, để tôi nốt lại hết. Nâu trầm 7 màu xám khói. Nhuộm màu gì thì mọi người nhớ xem video trước đi, rồi sau đó hả tôi sẽ bàn tiếp với mọi người nha. Để bút nhóm mỗi chị một màu luôn cho trái, không thì bốn chị cùng màu. Ồ oh. Mỗi màu một sợi nữa chứ. Ăn chay hay là mình cạo chọc đi ạ? Cười chết. 10 phút nữa 49 rồi, 10 phút nữa là nhiêu? 59. 59 tôi sẽ ao mọi người. Ủa lộn, 5 phút nữa tôi ao. 5 phút nữa tôi sẽ ao. Mọi người hãy phiêu phiêu. Phiêu phiêu, MV dance hả chị? À, coi đi biết nha. Nói chung là cái này sẽ là một cái MV. Sao ta? Nó sẽ đi hơi khác với hình ảnh ấy. Nên là coi nó phải có những cái sự nó khác với mình thì này. Nói chung là đây là lần đầu tiên Ngọc Hằng thử sức, mọi người cứ coi đi chứ giờ cái gì. 12/4 này chị với chị Ngọc Luna có hẹn yêu á. Chị Ngọc Luna là chị nào vậy? Chị Ngọc, chị Bảo Ngọc và chị Luna. Trời ơi, chị Ngọc Luna. Cao chọc nửa bên, trời ơi hay quá, gửi hay quá. 5 phút nữa là tôi sẽ ao cho mọi người nha. Bây giờ mọi người hãy qua yêu từ bé đi mọi người ạ. À, mọi người nhớ qua yêu từ bé nha. Yêu từ bé của Sladies. Ê tôi nôn lắm á. Trời ơi, tôi nôn một ngày tôi sẽ được đứng trên sân khấu á, được cháy cùng mọi người. Nôn dữ luôn rồi đó. Nên mọi người hãy ủng hộ Ngọc Hằng cũng như là Sladee để cho tụi mình có động lực, để tụi mình có thể cống hiến, để tụi mình có thể cháy hơn và gọi là mang ra nhiều những cái sản phẩm tốt nhất, những sản phẩm mà gọi là slay nhất đến cho quý vị khán giả. Mọi người hãy ủng hộ nha. Sẽ cho mọi người bây giờ cái MV này nó chỉ là một cái phần spoil nho nhỏ, xong rồi từ từ cái hành trình tiếp theo sau cái chiếc MV này nó sẽ còn là những điều thú vị hơn nữa. Chúc chị buổi tối vui vẻ, cố gắng cày view cho chị. Yêu Chí Tịnh, yêu mọi người lắm luôn á. Chị yêu cho em xin tắm. Tắm được không nè? Quá trời tắm luôn rồi. À rồi bao góc nữa. Đúng rồi, Ngọc Hằng sẽ có phần quà gửi đến các bạn fan. Thì tất nhiên là mình sẽ có một cái gọi là cái phần giveaway cho mọi người. Nhưng mà sau khi mọi người xem MV xong mà mọi người tham gia giveaway sẽ có những cái phần quà độc quyền. Chỉ có những bạn win những cái phần giveaway đó thì mới có nha. Những phần quà độc quyền. Nhưng mà mọi người phải xem MV xong rồi tham gia phần giveaway đó thì mới có những phần quà độc quyền của mình nha. Gửi đến gọi là những phần quà bé bé xinh xinh đáng yêu gửi đến những người thân yêu của Ngọc Hằng. Bắt trước tôi phải không? Không có nhà Sarang Hera.
Cho nên vì các comment, cái comment đầu là của em, ồ vậy hả Khôi, cảm ơn Khôi nhiều lắm luôn á. Khôi ơi, em mà coi MV á, em á hả, hãy cho chị một cái clip reaction nha Khôi, dễ thương gì đâu luôn á. FC chị tên gì nhỉ, để em vô. FC chị là FC Á Hậu Ngọc Hằng. Sau này chiếc FC của tôi sẽ thay đổi. Giúp away có quà khuyến khích không ạ? À? Nhân phẩm hơi ấy. Không biết nữa, này là để coi, để suy nghĩ, để cân nhắc, để cân nhắc. Lát like nữa nha. Trời ơi, 8 giờ like, mọi người phải cày view. Tới thôi, từ từ đi. Để suy nghĩ, để coi tí nữa có nên like nữa không. Cái gì? Nãy có bạn đặt FC Hezo đó. FC Hezo, dễ thương quá. Rồi chuẩn bị nha, 7 phút nữa nha. Sao cái điện thoại chị rung dữ? Tại vì tôi đụng vô màn hình, tôi kéo lên tôi coi comment đó. Hát giá hàng xíu được không? Cũng sắp chiếu rồi. Thì nãy tôi nhá rồi đó. Nào đâu biết. Ba chữ. Nhá về được rồi, trời ơi. Chị cười miệng bị méo. Vậy hả? Cười sao cho hết méo ta? Thôi kệ, từ từ đi sửa. Nhá nhiều dữ trời. Không nhá gì được rồi, mọi người xem chứ. Thôi 54 rồi, chuẩn bị nha. Mọi người qua bên chiếu kênh nào vậy? Chiếu kênh gì yêu từ bé, YTB Slady, trên kênh Slady nha mọi người. Slady, Slady, Slady. 8 giờ. Slady, Slady. Here, here. 8 giờ, 8 giờ đụng hàng với đụng u thì hả? Đúng 8 giờ luôn nha mọi người. 5 phút nữa, 5 phút nữa. Hello Kim Ngân, comment muốn liệt cái tay luôn, bà không rep. Trời ơi, tôi không thấy bà ơi. Sorry bà nha. Tôi kéo quá, tại vì nó nhảy nhanh quá. 5 phút nữa, 5 phút nữa. Ok. Tạm biệt mọi người. Move to here and watch my MV. Bye bye. Sẽ còn những hành trình thú vị sau chiếc MV này. Mọi người đừng quên theo, đừng quên là hả, sẽ phải theo dõi chúng mình nha. Bye bye. Qua nha, qua nha. Rồi, bye bye mọi người. Qua Slady nha, qua Slady nha, để coi nha. 8 giờ, 8 giờ. Rồi, mình tắt đây, tạm biệt.